thương hiệu AC Cook và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mời mọi người nào. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Chương trình của chúng tôi với sự tài trợ chính của AC Cook Việt Nam được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay hai đội rất là trẻ trung và dễ thương, xanh đỏ tím vàng đều có hết. Bây giờ sẽ đến với họ để xem công việc hiện tại và năm nay họ vừa tròn bao nhiêu cái xuân xanh. Khả Ngân đầu tiên là con đi. Dạ chào chú. Chào mấy anh chị. Dạ năm nay con 12 tuổi. Hiện tại con làm diễn viên. Nhà vũ khí đá hả? Dạ con 21 tuổi thì có chú. Con thì con thấy con già lắm rồi. 21 tuổi là con sinh năm 97 á hả? Dạ. Wow. Rất là trẻ, không có gì gọi là già, rất trẻ trung, rất xinh đẹp. Chương trình báo mai bắt đầu. Xin chào chương trình và chào chú. Chắc có lẽ là con hơn này có 1 tuổi rồi. Con sinh năm 96. Trời ơi, đều luôn á. 98, 97, 96, 97, 98. Ok, xin chào cả nhà. Em là Tam Triều Dân. Thì hiện tại thì em đang là sinh viên và là diễn viên. Cảm ơn phần giới thiệu vô cùng nhạt nhòa của đội vừa rồi. Nè, bé áo vàng, con giới thiệu một cách sâu sắc, chín chắn. Xin mời. Dạ, chào Đức Vua. Con tên là Misty, nghề nghiệp của con là làm streamer về game. Xin chào các bạn, mình là Misty nè. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ lên TV show một lần nữa. Mình sẽ lên TV show với một cái gọi là Thiên Đường Ẩm Thực. Thì như tất cả các bạn đã biết đó là bình thường ấy, lúc nào mình đi một cái show mà ăn uống ấy, lúc nào nó cũng sẽ gọi là thất bại để mà thua, để mà không bao giờ được ăn ngon hết. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ rất hy vọng là mình sẽ được ăn ngon. Mình không đi game show thì thôi, một khi mình đi là mình cũng sẽ thua. Thế nên là mình hy vọng ngày hôm nay sẽ có một cái thế lực nào đó giúp cho mình chiến thắng. Dạ, đủ sâu sắc chưa vua? Mọi người tiếp theo. Ok, xin chào mọi người, mình là Xuyên Nhân Huy Sinh Ra. Xin chào, mình là Oxy và mình là người Hàn Quốc. Mình nói hơi khó nghe, mình nói nhanh chút nữa đi. Ok thì mình... Trời ơi, ok rồi. Hiện tại mình đang là... Ok, xin chào tất cả mọi người, mình là Oxy, 안녕하세요, Oxy. Nên là mình đã từng xuất hiện Thiên Đường Ẩm Thực Season 1 rồi. Và đây là lần thứ 2 mình tới đây. Không biết là anh Trường Nhân có nhớ em không ạ? Nhớ chưa, em là người Hàn Quốc đúng không? Dạ. Lần trước là đội em thắng đó. Thua mà. Ok, tiếp tục đi. Hiện tại mình đang làm food review trên mạng và mình bây giờ là sinh năm 96, bằng tuổi. Bằng tuổi. Yeah. Rồi bây giờ nè, chờ đợi thành viên cuối cùng rồi, nhìn khuôn mặt là biết sâu sắc. Con chào chú. Con tên là Fanny ạ. Con hiện tại đang làm streamer về hát và cũng có chơi game một chút. Mình là streamer về hát là như thế nào? Ví dụ như là livestream ngồi hát cho các bạn xem. Đâu bây giờ, như... giả dụ mình đang livestream đi. Bây giờ hãy nhìn thẳng ống kính. Hãy tưởng tượng ống kính đó chính là cái camera của con. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, 안녕하세요, Fanny. Xin chào các bạn đã quay lại với channel của Fanny. Các bạn vô đây để nhớ nhấn subscribe và like kênh của mình nha. Cảm ơn Anita. Hát gì? Fanny, một phút mà. Một phút 10 giây à. Ok. Thì lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Đây, quá vỗ tay. Mang được cái máy bấm nút rồi hát. Ngày hôm nay sẽ có một cái chủ đề để chúng ta bàn tới, rất hợp với tất cả mọi người ở đây, là những người trẻ trung, năng động, thích khám phá, thích đi, đúng không? Ở đây ai nghĩ là mình đi du lịch nhiều? Bao nhiêu nước rồi? Hàn Quốc. Hàn Quốc là nước mình rồi. Ok. Chắc Việt Nam. Nước Việt Nam đấy. Việt Nam. Việt Nam. Malaysia. Malaysia. Brunei. 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 Singapore. Singapore. Thailand. Thailand. Hết rồi. Hết rồi. Không có nghĩ chắc không được nhiều. Thái Lan nè, chỉ gần Singapore. Như là Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hàn Đài Quốc, Korea. Rồi Đức, Pháp, Ý, châu Âu, khó châu Thụy Âu. Sĩ. Rồi khó châu Âu. Châu Âu là nhiều lắm. Nga. Trời ơi, con xuống vậy? Con đi chơi được. Dạ. Vậy? Thì tại vì được hè lâu lâu gia đình cho đi thôi à. Vậy hả? Gia đình mình cũng có điều kiện quá con. Dạ không, gia đình con ở bên Áo. Gia đình con ở bên Đài Loan. Ủa, có gia đình bên Áo nữa hả? Dạ. Mình đi du lịch nhiều đúng không?
thì có những nơi nào mà để lại ấn tượng về món ăn cho mình nhiều nhất? Em từng đi Indo, món ăn ở đó toàn là gà thôi, tại người Hồi giáo mà. Và họ có một cái món gì á, gọi là nó giống như cà ri của Việt Nam mình đó, nhưng mà cái mùi nó ngộ lắm. Khi mà họ có một cái đó, họ bỏ vô cơm xong họ trộn trộn bóc ăn. Ăn bằng tay đúng không? Ăn bằng tay. Vậy thì hỏi mọi người là khi đến một nơi mới thì cái đồ ăn ở dạng nào mọi người hay tìm kiếm? Chắc nó phải là đặc sản của cái chỗ đó. Là đặc sản? Đúng rồi. Lề đường. Là lề đường. Ý Khả Ngân là muốn ăn lề đường. Cái tên khác cho nó sang trọng hơn xíu. Street food. À, street food. Lề đường, muốn ăn sang trọng hơn xíu. Vỉa hè. Anh để ý là đi nước nào cũng vậy cả, nhưng mà khi mà ăn cái món ngoài lề đường á sẽ đặc biệt hơn trong nhà hàng. Nhà bên, hàng bên Thái không ăn món gì ở lề đường? Dạ gà, gà chiên á, xong rồi bạc thái nè, rồi sông tầm nè, sông tầm gì, sông xoài nữa, sông tầm gì, bữa ba khía gọi là sông tầm phù, đu đủ mà không có ba khía ta gọi là sông tầm thai. Trời ơi, thế thì đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề của ngày hôm nay, xin mời. Chủ đề của chúng ta là những món ăn đường phố châu Á. Và hôm nay chúng ta sẽ được đến một vài quốc gia tìm hiểu về ẩm thực đường phố của họ. Theo các bạn thì cái ẩm thực đường phố châu Á nó khác gì với ẩm thực đường phố châu Âu? Nhộn nhịp hơn. Rất là đa dạng món. Rẻ, rẻ tiền. Và có biểu diễn đúng nữa. Đúng rồi, một trong những điều chúng ta phải nghiên cứu đầu tiên cho dân du lịch ví dụ thì là rẻ. Đa dạng phong phú, nhiều màu sắc và đặc biệt là thơm. Thơm. Bước ngang cái gian hàng thịt nướng mà không bước vô là chịu không nổi, vì nó quá thơm đi. Đồ ăn thức uống là nó liên quan là ẩm thực là chắc chắn rồi. Và nó liên quan tới văn hóa và lịch sử phát triển nữa. Rất là thú vị. Và chúng ta hãy cùng xem những món ăn đường phố nào ngày hôm nay của quốc gia nào chúng ta được yêu thích. Xin mời chị. Nhắc đến ẩm thực Singapore, không thể bỏ qua cua sốt sa tế đậm đà, cực kỳ quyến rũ. Cùng theo chân các đầu bếp Thiên Đường Ẩm Thực thực hiện món cua quốc hồn quốc túy Singapore này thôi nào. Trước hết, tách mai cua. Chặt đôi và tách càng để cua dễ thấm gia vị hơn nhé. Phi bạc hành tỏi băm và thêm sốt sa tế, tương ớt, tương cà, ớt sừng bỏ hột xay nhuyễn. Khi nước sốt sa tế bắt đầu sệt lại là lúc cua tỏa sáng rồi đây. Cho cua vào đảo thật đều tay cho thấm nước sốt. Nêm chút đường, hạt nêm cho tròn vị nào. Đánh sơ trứng gà và đổ từ từ vào chảo. Đừng quên khuấy thật điệu để tạo thành phân trứng đẹp mắt như thế này đây. Bạn có tưởng tượng được mùi thơm phức từ đĩa thức ăn này chưa? Chứ Thiên Đường Ẩm Thực thì nôn nóng thưởng thức lắm rồi. Từng thớ thịt cua chắc nịch, thấm đẫm vị sốt sa tế cay nồng đậm đà. Ăn một miếng đã muốn ăn tiếp miếng thứ hai, mãi muốn không dừng. Nếu bạn đến Singapore mà chưa ăn cơm gà Hải Nam thì không được tính là đã đặt chân đến đây đâu nhé. Trước tiên là gà luộc, thuần vị mà tinh tế. Cắt lát gừng, hành lá và nhét tất cả vào bụng gà. Chuẩn bị nước luộc với gừng, củ cải, táo đỏ, kỷ tử và cho gà vào luộc. Gà vừa chín tới còn mềm, tươm nước, chặt nhỏ thành miếng vừa ăn. Rưới đậm nước sốt đậm đà trên gà luộc và trang trí với ít hành xanh sắc sợi là chuẩn không cần chín. Tiếp theo là món gà quay quyến rũ cây nghiện đây. Nấu liều riêu hỗn hợp gồm nước, giấm trắng, giấm đen, nước cốt chanh và mạch nha thành sốt thật hòa quyện. Ướp phần bên trong gà với bột ngũ vị hương và rưới nước sốt thật đều cho thấm vào da rồi đem quay. Nhìn xem này, da gà đã săn lại vàng đậm ống ả như thế này đây. Chỉ cần nhìn thôi là đã ứa nước miếng rồi. Chặt gà thành miếng nhỏ vừa ăn. Rưới nước sốt và trang trí bằng hành tầm sắc sợi nhé. Hai món gà đã hoàn tất. Chỉ cần chuẩn bị cơm lá dứa mềm thơm ăn kèm gà tây. Thẳng mỡ gà vàng tươi rồi phi thơm hành tím kèm lá dứa.
cho chút nước vào điều để bít gia vị đậm quả đất nước dùng nóng cơm rồi. Vo gạo kỹ và nấu cho nước dùng thấm mềm từng hạt cơm và ống bát mắt. Không chờ đợi gì nữa, thưởng thức ngay nào bạn ơi. Món tiếp theo trong top món ăn đường phố Singapore chính là tuyệt đỉnh cháo ếch. Đầu tiên phi thơm đầu hành, ớt và gừng với ít dầu ăn, đến khi dậy mùi thì cho ếch vào đảo thật đều tay. Nhìn xem thịt ếch săn lại mà nóng lòng quá đi thôi. Giờ thì cho sốt vào cùng với ếch thôi. Để lửa liu riu cho gia vị thấm được vào thịt ếch. Chỉ cần nhìn thôi bạn đã thấy tim lỡ một nhịp rồi đúng không? Bạn khoan đã nhé, chỉ còn món cháo để tôn ếch lên tầng cao mới nữa thôi. Xay gạo thành bột, thêm nước vào và nấu liu riu. Khuấy cháo thật đều để gạo quyện vào nhau như thế này nhé. Thêm ít gừng sắc sợi, đầu hành là đã sẵn sàng thưởng thức rồi đấy. Hối hả thổi muỗng cháo nóng hổi, kèm theo miếng ếch đậm đà. Ăn một miếng là thấy Singapore hiện ra trước mắt. Ôi cháo tuyệt vời quá đi thôi. Món quà tiếp theo từ Singapore chính là món súp sườn heo chân nấm ngọt lành. Khán giả của Thiên Đường Ẩm Thực ơi, cùng thực hiện món này cho mâm cơm đặc biệt của gia đình nhé. Bắt nồi nước và đun sôi nhẹ, cho củ cải, hành tây nguyên củ, tỏi, tiêu đen, tiêu trắng, đương quy và đẳng sâm cùng sườn heo vào hầm trong 2 tiếng. Chỉ cần nhìn thôi là cảm nhận được độ ngọt thơm lan tỏa đậm đà rồi đấy. Với các nguyên liệu khỏi nồi hầm chỉ chừa lại sườn nhé. Đến lúc cho nấm mỡ và nấm kim châm vào và đợi súp sôi lại là hoàn tất. Tưởng tượng cắn vào sườn mềm, ươm đậm nước thơm ngọt, ăn với nấm là số dách luôn. Húp thêm nước dùng nóng thổi, hậu vị ngọt thanh từ rau củ lan tỏa trong miệng, hấp dẫn đến thế là cùng. Món ăn Singapore thường dùng rất nhiều dầu, nên món nước sau đây sẽ làm cho bạn cân bằng vị, lại còn có công dụng giải khát, chưa kể còn cực kỳ đơn giản. Cắt mía lau thành từng khúc vừa phải, đập dập củ năng để vị ngọt dễ dàng lan tỏa. Cho nước, củ năng, lá dứa, mía lau và đường phèn đã đập nhỏ vào đến khi mùi thanh mát lan tỏa khắp cả căn phòng. Thưởng thức một ly mát lạnh, ngọt thanh vị mía lau, thơm thơm lá dứa, cắn củ năng giòn giòn sức sức, nghe đã thấy mát mẻ tràn đầy sinh khí rồi đó nghe. Đại tiệc món ngon đường phố Singapore đã sẵn sàng, còn thái đội đã sẵn sàng chưa? Cố lên nào! Cái thứ hai đồ chơi thông minh. Trò chơi này chúng ta cần sự thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, náo nhiệt. Đây, thấy chưa? Hai chùm ly với dòng chữ nếu để ngược lại, đó chính là I love Singapore. Sẽ có 3 cặp chơi với nhau. Chúng ta sẽ cưỡi lên một người. Cưỡi lên đây một người, dùng hai tay mình không được để xuống bàn, di chuyển. Di chuyển từng cái một, làm sao đến khi nào cái ly này về lại vị trí cũ thì đội đó chiến thắng cái lượt đó. Đội nào có nhiều lượt chiến thắng hơn thì bước vào đại tiệc và mang về tỷ số 1-0. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Ai đầu tiên? Uzi. Ác chủ bài. Uzi. Sẵn sàng chưa? Hey. Bắt đầu. Từng cái thôi, từng cái ăn vậy.
rồi, ba ơi. Rồi. À. Bé thông minh ghê, nó nãy giờ 3 lần nó vẫn chưa hiểu. Ừ, anh lòn tay trong á, anh lòn tay ngoài trong. Đúng rồi, bóc ra xem là. Nghe bên kia kêu lòn không? Rồi bên kia bắt nhớ thì hai cái ấy ở trong. Ra lên chị cho ta bắt chưa. Lúc đầu nó không ra. Không, không sao, không sao. Không sao. Không sao Uzi à, người Việt Nam có câu thất bại là mẹ thành công. Dạ, thất bại. Hôm nay Uzi đã được gặp mẹ. Dạ. Ừ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Wow, Quintana. Opa. Quintana. Quintana. Yeah. Thua rồi. Nhưng mà nếu một lần nữa là không phải là Quintana đâu, mà là thua đó. Cái gì vậy? Tất cả đừng cứ... Ok. Ý nguyện quá. Ý nguyện quá. Sẵn sàng chưa? Giọng xuống một cái là xong. Bài bắt đầu. Tin chừng rồi. Cầm lên. Cầm lên. Bắt đầu, bắt đầu. Ui, 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 ui. Phải tiên, phải tiên. Rớt bây giờ. Trời ơi. Nói gì nhất. Tam Triệu Dân ơi, con xuất sắc trong giây tỷ nữ quá. Trời ơi, mới khen. Mới gì khen mà gì kỳ vậy con? Rớt không được rớt. Misty, ủa sao? What are you doing? What are you doing? Dạ em xếp lên, xếp lên, xếp lên. Yes. Anh Giang, anh Giang cứ hỏi, hỏi rồi bạn trả lời đi. Ừ. Dạ, dạ. Gia đình mình nhà đâu con? Gia đình mình nhà đâu? Gia đình mình nhà đâu con? Hả? Sao không nói chuyện vậy? Con bé này. Thôi nói chuyện đi. Hey. Thấy rồi. Yeah. Nhanh lên. Yeah. Yeah. Một điều. Phải làm hết không? Rồi, người tiếp theo. Yeah, bắt đi. Come on. Cố lên chị dâu. Trọng trách trên vai em vậy. Bắt đầu. Đó, trọng trách trên vai em gầy đó. Ừ, trọng trách đi. Mình tỉnh quá. Trời đất ơi, cái cứng nhắc luôn á. Cứng nhắc luôn. Dùng cái tay vô. Làm cái tay vô em. Đúng rồi, chính xác. Tại chú đập vô á. Chú lại gì đâu. Ịnh vô cho nó dính nhau. Ai sẽ bước đến Singapore nhanh hơn? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thì chú bây giờ được chị ba áo xanh hay là chị bảy áo xám. Những món cua đang chờ đón. Gà đang chờ đón. Và bây giờ không còn nói năng gì thêm nữa, mời tất cả các bạn đến Singapore. Mời bước vào đại tiệc. Chào mừng bây giờ mình sẽ ăn thử món cơm gà Hải Nam nhé. Ý à. Phút cuối em cười. Em mệt rồi. Mình dừng lại thôi. Can you help me đưa dĩa ra cái hàng không? Một ít thôi, một ít thôi. Cảm ơn anh. Vì sao người ta gọi tôi là ông Hòa Hạnh Phúc? Bởi vì trong tất cả những món ăn, tôi luôn là người thưởng thức đầu tiên. Đây, đây, nè, đây, nè, đây, nè, ông Hòa. Không, được rồi, con cứ dùng đi. Con cứ dùng đi. Con cứ thôi, dùng. Mình mới kính lão đắc thọ chứ. Đúng rồi, tính cho anh nhường nhói. Camera đi mới được. Cơm thơm mềm, gà thì mềm mại. Mình nhai miếng gà giống như là một cái sự massage cho răng và nướu. Tuyệt vời, mời dùng. Ở Việt Nam á có một câu chuyện cổ tích. Nghe 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 câu chuyện cổ tích mà của những người không không được ăn này. Ở Việt Nam có một câu chuyện cổ tích đó là hồi xưa nhà nghèo lắm, cái xong rồi cái ông bố ông phải khắc một cái hình con cá gỗ. Xong rồi mấy đứa con nó phải ăn cơm không á, xong rồi nó chép chép cái miệng nhìn con cá gỗ đó, xong nó chép chép miệng để kiểu cảm giác rất là ngon á. Thì hôm nay chắc là đã đến lúc áp dụng cái bài học đó của người Việt Nam rồi đó. Đúng rồi, mình nhìn ăn mình chép. Em mời chị nha, em mời chị. Mình là người thua á, nhỏ nhỏ bớt. Ủa cơm này nấu nó tơi mềm. Mềm, vừa đủ. Vừa đủ. Ừ. Cái gà sao, gà sao? Gà sao? Gà quá ngọt. Gà quá ngọt. Mình nhìn rất luôn á.
cái mùi cơm nó thơm. Có cái đợt em qua xin em ăn ở chỗ mẫu nhà hàng gì mà ở trên cao á, mà nó bắt mắt lắm, mà làm không ngon cơm nó không có thơm. Mình vừa ăn miếng cơm xong thì bây giờ mình phải ăn miếng gà nướng. Gà quay thơm nha. Ê, cái da giòn, con thấy da giòn. Ủa, ăn cái này mình được bóc tay không? Bóc tay, bóc đại luôn. Quá tuyệt vời. Cái nhìn mấy mặt muốn ăn kìa. Anh nhớ là anh hay làm review về mấy cái đồ ăn đúng không? Vậy cho anh nhìn đồ ăn anh cũng quen rồi đúng không? Mà bình thường anh nhìn đồ ăn là anh phải ăn đúng không? Còn đúng thôi rồi. Bây giờ anh nhìn em ăn nha. Cái da nó không phải giòn rụm mà nó vừa có độ giòn vừa có độ dai, thịt thì mềm, cái mùi rất là thơm, nó ngào ngạt lắm. Ui gì ơi, đáng lẽ ra bây giờ mình sẽ ăn cua nhưng không. Thì cái vị hiện tại là đang vị gà. Mình muốn đánh bay vị gà là mình phải húp súp để cái vị này đi ngang qua mặt mình thì mình mới dùng hải sản được. Trời ơi trời, cho mượn chén này tại mình đâu dùng. Hoàng thượng cứ thoải mái. Đây có nấm ha, sừng non sừng ha. Đây chảy cũng hết. Kém sang. Đáng kém, đáng kém là chị. Thường ở nhà mình á, mình hầm canh cái gì sườn non hay đu đủ hay gì á thì mình biết nó ngọt rồi đó. Nhưng mà cái ngọt này rất lạ là bởi vì nó thanh do cái nấm. Húp thử đi, mở cái chén bởi mình cũng đâu dùng đó. Ăn cái này đó. Nè con, cho con nè. Thích đồ quá rồi. Đó, cái nấm thì hầm nó sao nó ngon quá đi. Cái nước thanh tao, cái nấm mềm, cái thịt mềm mà thậm chí cái xương mình nhai được luôn nha mấy đứa. Xương nhai được luôn nha ba bạn. Mình đâu có thích ăn xương đâu à, mình đâu có thích ăn xương. Húp đi con, húp đi được thấy. Ôi thơm quá. Húp cái là tới thấy sân bay Changi liền luôn á. Tiên quốc sụng là gọi là gì? Cái màu trắng trắng này nè. Gân á. Xương mà xương non á. Gân. Ngay được. Để hình. Nhiều khi tiếng Hàn Quốc nó không listen có cái sụng hết. Listen to me and look at me. Cảm ơn. Thì là trong này là xương. Xương á, cái xương cứng đúng không? Xương. Là nhớ. Xương. Tiếng Hàn Quốc là gì? Xương. Xương là pio. Yeah. Pio. And ba cục này. Ba cung chi. À, ba cung chi hầm nấm. Rau gân hào chú. Đó mình ăn xào bữa vậy con. Thôi. Có nước ngon quá không? Được rồi. Mình 1 2 3 húp nè, húp đều luôn nè. 1 2 3 húp. Ngon sao? Cái nấm nó dai. Nó sực sực cắn vô nó sực sực nè. Giòn á, gọi là giòn. Giòn kêu dai. Thơm. Chắc là nước thấm vô á, cho nên cắn. Nước nó bún ra. Ứa ra. Con rất thích ăn sườn. Nó mềm á. Mềm. Mà nó không bị bở. Yes. Rất thơm. Bé bắt đầu trưởng thành rồi. Cái gì đến cũng đã đến. Kệ người ta. Cắn nấm ăn người ta chứ. Cua. Wrap. Dạ dạ mình phải ăn này hả? It wrap. Ok, let's do it. Cái gì? Ok, let's do it. À, trời tự muốn nói, xin lành đủ ý, cũng tiếng Thái Lan nha. Đang nhai á. Mình sẽ thử trước cái xóm nha. Ồ, thật á. Chú, nhiều. Đưa vô đi. Nè mình thử lại nha. Đó lý do tại sao mà nhiều cô gái thích ăn món này. Vị chua vừa phải,
cay vừa phải, béo, thơm và nó nồng nàn trong miệng. Hình như phải có bánh bao ăn kèm ra, chú. Đúng rồi con, thực ra cái món này á mà chính xác á là chấm với bánh mì Việt Nam là lắc luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi mời mời Dung để mình ăn thử cái thịt cua nha. Chua chua nhờ ngon nhờ. Cái cua thì nó thơm, cái sốt thì nó đầy vị, nó hòa quyện trong cái vòm họng mình, nó đưa ta đến một vị giác. Để tỏi trong này nó thơm quá hả con. Với lại thích tỏi mà vừa đủ á, ăn ăn vô nhai 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 đã quá trời luôn. Này mình dùng cái nĩa ở bên châu Âu để mình chọt vô trong cái gàn cua, mình lấy lên mình để vô miệng. Cua thơm quá, ngọt quá, chắc quá. Cua này tập tạ hay gì á, cắn. Yeah. Nè mình đừng ăn cua không nha, bởi vì ở trong này nhiều khi nó không, nó ít sốt quá, thì mình phải bằng cách nào để lên cái nĩa mình nhúng xuống đây. Sốt nó tràn vô. Cua gì, cua gì, sốt nó tràn vô, mình để vô. Beautiful. Beautiful. Nhưng mà nó không cay lắm nè, ăn vô nó vừa với cái vị của mình, nó có một cái này là cái gì ta? Trứng đúng. Trứng mình đánh lần để vô cho nó có vân trứng. Dạ dạ, đúng rồi. Ăn này nhớ gia đình quá. Sao vậy chú? Chú nhớ gia đình 1 thì những người đối diện nhớ gia đình 10. Cha mẹ nhà nấu cơm không ăn, tới đây ngồi nhìn miệng. Trời ơi con ơi, cái cua nó ngọt quá à. Ngọt, ngọt lắm. Con này làm như tắm đường mỗi ngày hay gì vậy? Ôi, chưa được, chưa được. Trời ơi, con bé kìa, nó trưởng thành ghê không? Nè, lên quá, rớt xuống đất, lên quất nè. Rồi, con đừng ăn cho mình hay ăn cho các bạn. À, sắp sáng bạn. Slow motion. Cua ngọt quá, tươi quá. Sốt sao? Sốt sao? Sốt quá tuyệt vời luôn. Nó không quá cay mà nó the trong miệng ha. Với lại chua chua nữa, nó là chua chua lắm. Ăn ngon quá nãy giờ. Nè biểu cảm Hàn Quốc người ta hay biểu cảm sao? Có là bị kiến cắn không? Nha. Uzi, khi người Hàn Quốc người ta ăn một cái gì đó quá ngon thì người ta biểu cảm. Có nhổ đùi không anh? Chừng nào ăn thì mới cảm nhận được. Đừng có gài. Ủa tôi còn ăn nè. Có người Việt Nam mà. Ủa, nhỏ buồn tội nghiệp kìa. Sao em? Ta vừa mới làm giống người Hàn Quốc. Rồi bây giờ mình tới món tiếp theo. Nhiều hả? Cháo ớt Singapore. Wow. Cháo ớt Singapore là cái cháo nó phải nhuyễn như vậy đó. Đó. Sau đó chúng ta sẽ múc ớt. Lady and gentlemen, ớt là một loài động vật lưỡng cư, đúng hay không? Đúng. Trước khi ớt là thành con ớt, nó là con gì? Nòng nọc. Quá xuất sắc, bé này rất là thông minh. Có được thử không ạ? Không. Hỏi chơi nha mà. Hả? Trời ơi, ăn cái thịt này đã lắm nè. Cái phần đang nằm trên cái muỗng là nó nằm đây. Phải gì như đùi ớt. Khép lại. Chết thiệt. Ôi. Hay trường. Beautiful. Ngon quá, ngon quá. Ok. Cháo thì quá nhuyễn mà thơm, mùi lá dứa ha. Cái sốt này ha có mùi ớt ha, và nó không quá lỏng, không quá đặc ha. Ớt thì thịt nó dai ha, nó không có bở ha. Trời tội nghiệp bé, nó liếm cái nĩa không nó vẫn liếm. Wow.
Beautiful. Cảm ơn chú. Ngọt. Ít. Làm cái nỗi mà chỉ cần cái miệng mình nó chỉ cần ngậm lại tí rồi nó tan thịt ra luôn, còn lại xương thôi hả? Trời ơi. Bé mình quả ra rõ ràng luôn á. Em chưa kịp nhai luôn. Mà cái đúng như nãy Dân nói là rất ngọt, ngọt đúng không? Dân ăn vừa, nó thanh nữa và cháo á, cháo rất là nhuyễn mà nhuyễn vừa như nè. Em chỉ biết cầm nín nghe tiếng anh nói. Trăng chưa? Trăng gì á? Ăn sáng à? Khi không được anh. Em cũng vậy luôn á. Vậy hả? Dạ. Vậy chia sẻ cho anh đó. Cái này là nãy giờ vác hết cả một chén rồi. Cháo là nó sệt sệt mà nó kiểu nó rất là nó nhuyễn mà nó mịn, nó smooth, nó mịn mịn á, ăn nó thích lắm. Mà đặc biệt là cái sốt ở trong thì nó rất là ngọt. Đó là cái mà cực kỳ ấn tượng buổi cuối cùng. Chưa hết đâu. Quỳnh Trinh à. Quỳnh Trinh à, mình còn một món cuối cùng. Đây là món gì nè? Chị. Gì à? Nước củ năng. Nước dứa củ năng. Chúng ta hãy xin một ít đá. Người đâu? Sau tất cả những món nó có béo, nó có ớt, nó có tiêu nồng, thì mình sẽ ăn một ít là củ năng nấu này cho gì? Thanh mát cơ thể để nó trung hòa lại vị. Quan trọng nhất là món cuối cùng thì rất là quan trọng để trung hòa lại vị. Đây, sau khi em ta trộn lên, hòa quyện tất cả mọi thứ, đá lạnh vào, nó làm cho cái vị ngọt nó thanh lại. Và mình bắt đầu húp. Tình chú đi, đưa cái muỗng nhỏ con đây. Đây, đây, đây. Nhai xong chưa? Em, có đâu cần nhai, con ịn cái miệng muốn là thương ra. Uống một mạch, nửa ly, không cần nói gì nhiều. Mất nghẹn. Vô. Đừng có hút là xa nha, trộn đều chưa? Từ từ. Một, hai, ba, vô các bạn nha. Một phát nửa ly. Một phát nửa ly hả? Quá thanh mát cơ thể luôn á. À, thanh mát không? Thanh, cái đó là điều đương nhiên rồi. Có lá dứa. Cái vị hậu của nó sẽ cho mình cái mùi như là mùi nước dừa. Đúng rồi. Thì nó sẽ động lại trong đúng cái cổ họng. Kiểu cổ họng mình nó ngọt mà ngọt thanh mát, càng ngày càng trưởng thành. Mà ngọt không phải là ngọt đường ấy. Đúng rồi. Ngọt đường phèn. Đường phèn mà con. Trời ơi trời. Nó ngọt thanh ấy. Ê ơi, ngon. Từng giọt nước củ năng. Cái nữa nè em ơi. Giống như những giọt nước mắt của bên kia rơi xuống. Nè nè, em nhai lại cho mọi người nghe thử nè. Đâu rồi, cái muỗng con đâu rồi? Nói chung là ngày hôm nay là ở vòng đầu tiên là chúng ta được đi đến đất nước Singapore. Quá tuyệt vời về ẩm thực. Chúng ta còn rất nhiều món ngon ở hai vòng tiếp theo. Nguyên liệu là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu đất nước nào. Xin mời. Tạm biệt Singapore, hãy theo chân thiên đường ẩm thực đến với đất nước Malaysia nhé. Malaysia là một trong những đất nước có nền văn hóa đa dạng và độc đáo nhất trên thế giới. Chính vì vậy mà món ăn đường phố của Malaysia mang phong cách ẩm thực đạt sắc màu. Đó là sự pha trộn hài hòa giữa các hương vị của rất nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, phương Tây và tất nhiên không thể thiếu ẩm thực đặc trưng của người dân bản địa. Nhắc tới Malaysia là phải nhắc ngay đến món bánh roti canai mềm thơm bắt mắt đây. Cho sữa tươi, sữa đặc và bơ thực vật để mềm cùng hai quả trứng vào tô. Thêm bột mì đã rây và bắt đầu trộn thật đều hỗn hợp bột nào. Ủ bột trong 30 phút đến khi khối bột vàng ươm đã bắt đầu hòa quyện vào nhau, chia ra thành từng phần nhỏ.
Tới lúc bắt tay vào phần quan trọng rồi đây. Nhìn xem đầu bếp của Thiên Đường ẩm thực khéo léo đặt bột vào chảo nóng như thế này này. Ô kìa, những chiếc bánh đã bắt đầu đổi màu vàng ươm thật bắt mắt. Chào ôi, mùi thơm đã lan tỏa ra khắp căn bếp rồi đây. Rưới ít sữa đặc lên mặt những chiếc bánh tầm phút này là có thể thưởng thức ngay rồi. Một món ăn không thể không nhắc đến của Malaysia đó chính là gà rendang. Lần lượt cắt mỏng các nguyên liệu riềng, nghệ, gừng, hành tây, hành tím, sả, rồi cho tất cả vào cối xay với nước và một ít dầu. Xào sơ quả hồi với quế cây, cho tiếp hỗn hợp vừa nãy vào nấu chung. Quậy đều một lúc rồi cho thịt gà vào xào cho đến khi thịt săn lại. Thêm nước cốt dừa, bột ớt, cà ri, muối, đường. Cứ khuấy đều cho các gia vị hòa tan. Gà thấm vàng phần sốt keo sệt. Món này mà ăn với cơm trắng nóng hổi thì phải nói là không còn gì tuyệt vời hơn. Thử ngay một miếng gà là suýt xoa vì vị ngon đậm đà. Ngay sau đó là đổ mồ hôi vì vị cay xè. Những cái hậu vị cuối cùng thì luôn liếm chân người dùng. Cứ thưởng thức mãi không ngừng. Tương truyền ai đã nếm món cà ri cá thu một lần sẽ nhớ mãi không quên. Các bạn khán giả hãy thử cùng Thiên Đường ẩm thực kiểm chứng nhé. Các cà tím, đậu bắp, hành khối vừa ăn như thế này đây. Tiếp tục cắt cá thu thành từng lát mỏng. Chiên sơ trong chảo ngọt dầu cho thịt cá vừa săn và ngọt. Đừng quên chiên sơ cà tím, đậu bắp bạn nhé. Phi thật thơm quế, hồi, đậu khấu và trút cà tím, đậu bắp, hành tím vào xốc thật đều tay. Thêm ít nước và bột cà ri, bột ớt. Nhẹ nhàng cho cá thu vào nước dùng. Khi nồi cà ri bắt đầu sôi liu riu, thêm vào nước te và nêm nếm thật vừa ăn. Điểm mấu chốt của món ăn cà ri cá thu là nước cốt dừa. Hãy nhìn xem những thứ cá thu thấm đậm gia vị và cái chua chua của nước mè, cay cay và thơm nức mũi này đây. Tuổi cá là một chén cơm không thể nào là đủ với món cà ri cá thu này đâu nhé. Nếu đã rất mê mẩn vị chua cay đặc trưng của món Assam Pedas, bạn chắc chắn không kìm lòng được trước biến tấu này đâu. Hãy cùng đầu bếp Thiên Đường ẩm thực bắt tay thực hiện Assam Pedas hải sản nước danh Malaysia nhé. Chần sơ tôm, nghêu, mực và nhanh chóng vớt ra đĩa. Phi vàng hành tím cùng sả và tiếp tục cho cà tím, đậu bắp vào đảo đều đến khi dậy mùi thơm thật thơm. Thêm nước và sốt sâm banh vào chảo là hoàn hảo phần nước sốt rồi đấy. Tới lúc cho nhân vật chính xuất hiện rồi. Nào tôm, nào nghêu, mực cùng hội ngộ với nước sốt thật hòa quyện. Thứ tưởng tượng cắn vào miếng mực giòn sực sực, thấm đẫm nước sốt chua chua, cay cay đủ hít hà. Đưa thêm miếng cơm trắng nóng hổi là đúng chuẩn mỹ vị nhân gian. Hôm nay Thiên Đường ẩm thực muốn giới thiệu với bạn món mì xào mì ma mắt. Vừa quen vừa lạ lại còn ngon lành nữa chứ. Trụng sơ mì trứng và vớt ra để ráo. Xào trốt nhanh tay trên lửa lớn với ít tỏi cho dậy mùi thơm thơm thơm. Lần lượt cho cà rốt, cải ngọt, bắp cải vào đảo đều. Thêm mì vàng ươm và sốt sâm banh, nêm nếm gia vị thật vừa ăn. Đập vào quả trứng gà và khéo léo đảo thật đều tay để trứng ôm đều lấy mì. Để đích giá là món mì xào gây thương nhớ chính thức ra lò. Chỉ cần nhìn thôi là đã thấy bụng béo rồi đúng không? Đại tiệc Malaysia đã sẵn sàng. Chờ xem đội nào được ăn đây ta. Bây giờ xin mời cặp đầu tiên. Ôi xin rồi. Rồi, Tam Triệu Dân. Fanny. Fanny. Sau khi đọc câu hỏi xong, đội nào lật ra trong này có một cái trang, đội nào có nhiều người trong cái hình đó hơn là được quyền trả lời. Trả lời sai thì đội kia đương nhiên đúng, bởi vì đây là câu trả lời đúng sai. Đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á thuộc Malaysia, đúng hay sai? Hên xui mày rủi. Trời ơi. Thắng rồi. Một hai, dì ba thím bảy, dì chín dì năm. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Đó là lật được trang hồi nãy.
Chị mới nể. Oh. Hay quá. Hai người. Hai người khỏi coi. Rồi trả lời đi. À, dạ là không nhắc lại câu hỏi. À, là sai. Gì sai? Đỉnh núi cao nhất ở Đông Nam Á không phải nằm ở Malaysia. Vậy nằm đâu? Biết. Chỉ cần trả lời đúng câu đó thôi mà chú. Đáp án là đúng. Hay quá Thanh đi. Hay quá em. Đó chính là đỉnh núi Kinabalu thuộc bang Sabah của Malaysia. Rồi, người tiếp theo. Malaysia là quốc gia đạt quán quân giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, tức là AFF Cup đó. Hay quá. Năm 2012, đúng hay sai? Hồi nãy ai đâu xem. Đúng hay sai? Một người thôi, một người tận thống hơn. Bốn người. Hay quá, thua rồi mấy đứa rồi. Thắng rồi mấy đứa. Lực ít người thôi, cái nào mà tận thống thôi cũng được chị. Chị nghĩ là cái này chỉ một người thôi. Hai người. Ờ, ta lấy bốn người lận á. Sai. Sai đúng không? Malaysia là quốc gia đoạt quán quân giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2012. Là sai. Vì đoạt giải năm 2010. Đúng vậy là có mấy câu hỏi vậy? Như vậy có tất cả là 3 câu hỏi mà họ đã thắng 2 rồi. Em nhường luôn á. Thì thiết nghĩ mình còn chơi nữa không? Hả? Mình vẫn chơi chứ, mình làm một cuộc chơi đàng hoàng mà. Công bằng luôn. Cứ để cho họ chơi câu cuối cùng thôi chứ. Thôi à, thôi mình tiết kiệm sức lực một chút. À ok, cảm ơn chị, em đợi câu đó nãy giờ. Chúng ta vừa chiến thắng 10 triệu ở vòng thứ 2, 10 triệu đồng và bước vào đại tiệc. Xin mời. Có cái gì nó níu kéo lại không chứ, nó đơn giản chứ. Lát nữa thời gian đâu có đợi vòng mà ai đâu. Gọi là lau chén giùm. Mời tất cả bước vào đại tiệc. Lại ăn không ngồi luôn được không? Phải ăn nữa hả? Ăn hoài luôn. Mệt quá. Chỗ này làm sao mà giảm cân được? Chết rồi. Cái cảnh này nó quen quen. Cho bữa có dĩa đi. Hình như nó bị déjà vu. Nó đang bị déjà vu. Thì déjà vu để gì con? Vậy giống như là mình đã thấy cái thấy cảnh này đâu rồi á. Xong rồi không trước đó. Gọi là điềm báo hả? Dạ. Đã thấy trước rồi hả? Thấy trước rồi. Thấy trước tương lai hả? Con thấy được vòng vòng 3 sẽ ngồi dậy luôn không? Không, vòng 3 khác chứ. Mời phải ăn chưa? Chúng ta thử nha. Dạ. Trời. Hải rãng, giòn, thơm. Mì thì mềm nhẹ nhàng. Beautiful. Mời cả nhà. Beautiful. Là bị có trứng. Có trứng vậy mùi thơm. Có trứng thơm lắm á. Này cái vị nó đậm đà. Trời thơm. Ừ. Trứng á mà mình không có xào kỹ á là sẽ ngán lắm luôn á. Ừ, họ không hiểu đâu. Ờ, không hiểu đâu. Vì ăn đâu hiểu. Ăn đâu nghe. Nhưng mà có ăn đâu. Ủa bạn đó không ăn cầm chén chưa vậy? Mình đang ăn là mình tiếp tục câu chuyện. Ok, mình tiếp tục. Em có mùi ớt cay. Chị ăn gì á? Nó có cái vị cay đó, nó thì mình ăn mình cảm giác không nó đỡ ngán. Đúng rồi, nó đỡ ngán. Rồi, bây giờ mình ăn tiếp theo là món gà ha. Hình như cái món này giống cái món mà ở Indo mà chọn cơm ăn. Đây là món gà thơm, thơm quá, quá thơm luôn á. Con bị tắc mũi. Tắc mũi. Ủa sao không ngửi cho em nè, cho ngửi nguyên dĩa luôn. Ok. Thơm anh biết nấu không? Thơm quá mà ngon, thơm ngon béo mềm. Làm loãng này tí nhìn giống bò kho lắm. Gà thì rất là mềm và cái vị của nó thì nó rất là vừa ăn và nó thanh thanh nữa. Rồi bây giờ mình ăn món tiếp theo là món cà ri cá thu ha. Dạ. Này cái món cà ri này lạ lắm đó nha. Ê,
birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Fish in the sea, you know how I feel. Sống làm gì khi mà không ăn được ăn những món này thiệt. Nước đó, mới đầu nhớ là lạ mà hấp một hồi. Thơm mùi cá. Nó chua, nó cay, nó thơm. Hòa hiện với nhau. Ngon lắm. Ui, ui, ui da. Không thì chị. Thôi đã lắm luôn á, mẹ này mà đói bụng ăn vô là đã lắm mấy em. Mình đâu có đói đâu, không biết đâu có đói. Không, không sao. Cái cá thơm. Qua dính gì nè. Cái cá thơm mà cái nước chua vừa phải. Và nó đậm vị. Nó vừa chua nè, vừa cay. Nhưng mà nó không cay quá, cái vị nó dễ ăn. Tay chị em mình lại lấy ra. Xíu. Đây là có Nhanh đi. Không, bây giờ nói thật lòng là họ cũng là chơi chúng mình đúng không? Bây giờ mình ngồi mình ăn không mà để họ nhìn vài cũng tội họ chứ đúng không? Đúng rồi. Chỉ có thằng chuột là nói chuẩn nhất trên thế giới này. Cái gì mới có thử thách. Đúng rồi. Có làm thì mới có ăn, không như hai chị đấy. Đúng rồi. Lao động là vinh quang. Hai đứa cố lên, hai đứa. Lao cái sàn nhà đi xong rồi được ăn chung nè. Lao cái sàn nhà đi xong rồi được ăn chung nè. Chỉ trả hỏi một vài câu đố nhỏ thôi, hiểu không? Ôi ơi, cái nước á nó thấm vô trong cá. À, câu hỏi là gì? Mà mình ăn lắm rồi mình nghe là gì mà thành phần lắm luôn. Nó vừa có cái vị ngọt mà. Đầu tiên em ăn món này ngon lắm, chứ mà lại đi mà lại chơi. Nếu nó không có quan tâm gì hết trơn. Sao không quan tâm à? Không có quan tâm. Trời, cái cà á chị. Cái cà nó mềm mà nó bùi lắm, không biết ăn cà luôn. Cà nó thơm mà cái vị nó ngọt, nó cũng thơm hết. Không sao đâu, em mình chung suy nghĩ đi ha. Mình người ta nói đói là làm đó, minh mẫn nhất mà. À, minh mẫn lắm. Các bạn có đi sở thú thành phố Hồ Chí Minh chưa? Dạ rồi. Trong sở thú, những con thú hiện tại là ta đều phải nhốt trong chuồng hết. Nhưng trong đó có một con thú mà người ta không bao giờ nhốt để mà nó không bao giờ chạy ra khỏi sở thú. Đây là câu hỏi mang tính chất vận mệnh, mấy đứa suy nghĩ đi, mấy đứa từ từ. Ai biết giơ tay giành quyền trả lời. Ủa vậy là đứa là trả lời đứa là ăn. Đúng, cá nhân. Không, chị em bạn bè hết mấy đứa. Ok con. Trả lời. Chim cánh cụt. Hồ Chí Minh làm gì có kim cánh cụt. Mày cứ ăn vô đây bây giờ hả, bạn thượng đi. Tại sao gọi? Tại sao gọi là chim cánh cụt? Cái thùng gái này. Chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Mày lên rồi, mày lên. Sở thú nào vậy? Em đi nhiều lắm, em đi vô sở thú quay mày mà. Xin cho tôi rác. Thùng rác, thùng rác. Mời ăn Fanny. Yeah. Hai mời người. Yeah. Vậy. Họ vẫn phá bỏ, họ vẫn bỏ quên bạn bè anh em. Nếu sao vậy? Đâu rồi? Không, không, con, hãy ăn đi, đừng nói gì thêm nữa. Mời con ăn. Mà bây giờ nó phải công bằng chứ, Wuxi chứ đúng không? Tại Wuxi là người Hàn Quốc mà. Đúng, Wuxi là Hàn Quốc. Cái gì hỏi bên Hàn Quốc á? Ờ, những gì liên quan tới Hàn Quốc nha. Dạ. Biết bóng đá không? Dạ biết. Cầu thủ nổi tiếng nhất hiện tại thi đấu cho Hoàng Anh. Ngoại hạng Anh. Anh đẹp trai. Rất nổi tiếng và thành công năm vừa rồi tên là gì? Phan Hưng Minh. Mời ăn đó. Con ở Đà Lạt một chút. Ở đâu? Đà Lạt. Ở thành phố Đà Lạt đúng không? Dạ. Ok. Lại một câu đó mà rất nhiều người không trả lời được. Đà Lạt có cái gì mà Sài Gòn rất nhiều, Đà Lạt không có? Dạ xí mê. 5 4 3 2 1. Hai đứa ăn, một đứa nhìn. Còn có một cái nội tại đó là mình đi đâu làm gì nó cũng thua. Không, hồi nãy chị thấy cái gì vậy ta? Đèn xanh đèn đỏ. Ờ đúng rồi hả? Ờ đúng rồi hả? Trời ơi.
Nè coi oxy nè, mở mấy xe xịt đó lên nó xay lên. Để mở mấy xe xịt đó lên xay đi. Anh còn nhiều món lắm. Anh ơi từ từ á. Còn nhiều món lắm nè. Just like that. Just like that. Pop mà có hấp she that just like that. Just là like phải chọn cái món khác để ăn chung. Đúng rồi. Ăn một món hả? Mỗi người ăn một món hả? Ủa vậy luôn hả? Sao chung hết rồi? Muộn rồi. Tại vì không biết luật chứ. Hải sản thì tươi mà ăn thì cũng hơi cay một chút xíu, nhưng mà mình cảm thấy rất là hợp khi mà cái món này nó cay. Đây, chúng ta lấy miếng cơm. Đã mở cơm rồi. Chúng ta để ở đây. Bạn như vậy cũng vui rồi. Chúng ta múc này. Vui rồi. Để ở đây. Beautiful. Trời ơi, khói kìa. Ui da. Nó vẫn có cái vị đó nhưng nó nhẹ nhàng và nó mềm mại hơn một tí. Nó có đứa gốc dừa và nó làm cái dịu cái vị hơn một tí. Hải sản thì vẫn nghe rõ ràng vị hải sản và các loại đậu củ, nhưng nó nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Ok, mình nhìn thấy cái món nhẹ nhàng hơn. Cái món này toàn là có cái bột cà ri ở trong không sao. Đúng rồi. Rồi mình ăn nè. Rồi. Thử đi. Ê mà tại sao có một đứa nó không thể được ăn gì hết cả vậy? Mà ý là cũng mặc áo màu vàng nhưng một bên là Ngọc Hoàng còn một bên là Cù Bắp. Cùng một màu mà hai sắc phận. Đó đó. Em ơi Đà Lạt. Con sẽ được ăn bất kỳ món nào con chọn nếu hát một bài hát có chữ Đà Lạt. Thôi, hay quá. Của mình đọc. Đà Lạt. Cam ly. Cái món hôm nay con nhìn là con thấy không có hợp khẩu vị rồi nên thôi đi ha. Không tin được một người con ở Đà Lạt mà không biết một bài hát về thành phố Đà Lạt. Lắng nghe chị xuống thành phố mơ màu lan tím Đà Lạt sương phủ mờ từng đổi đi trên phố vắng. Con nhớ có câu đầu mà nó không có chữ Đà Lạt. Gia đình chắc buồn con lắm hả? Mình ăn món cuối cùng đó chính là bánh sữa. Bánh roti hả? Beautiful. Chị biết ăn bánh con bánh sữa thôi nè. Ngon. Ngon lắm. Mình rất là ít ăn đồ ngọt mà bánh này ngon nha. Cái vị nó nhẹ mà. Nhàng. Thấy là bánh này mà. À, cái vị nó nhẹ nhàng, nó êm lắm. Khỏi giảm cân luôn em ơi, chết rồi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cái vòng vừa rồi. Quá ngon, quá hấp dẫn. Không biết tiếp theo là gì đây, nhưng tôi tin chắc mang tới những quãng đường phố đỉnh cao nhất mà ở đây rất nhiều người muốn đi. Xin mời. Thì Đài Loan chính là thiên đường ẩm thực của món ngon đường phố. Thật dễ dàng bắt gặp hình ảnh du khách thích mê với những món ăn cực kỳ hấp dẫn ở chợ đêm hay những món ngon đậm đà truyền thống xứ Đài ở những hàng quán trên phố. Cùng chờ xem món gì sẽ xuất hiện trên bàn tiệc nào.
Đầu tiên là món không thể không ăn ở Đài Loan, đó chính là tiểu long bao. Cùng xem cực phẩm này có gì đặc biệt nào. Cho một ít muối vào bột, đổ nước sôi vào rồi dùng đũa khuấy đều. Nhồi bột cho đến khi thành khối dẻo mịn thì bọc plastic để bột nghỉ 2 tiếng. Cho da heo vào nồi, thêm gừng cắt lát và hành cắt khúc vào nấu mềm. Lọc lấy nước dùng rồi cho vào tủ lạnh để đông. Dùng dao cắt thành những khối nhỏ như đầu bếp nhé. Cho tôm cắt nhuyễn vào thịt xay, thêm tỏi băm, hành tím, tiêu, muối, nước tương, dầu hào, nước dùng đông vào rồi trộn cho hòa quyện. Xe bột đã ủ thành thanh dài, cắt khối nhỏ rồi dàn tròn mỏng như thế này. Cho nhân vào vỏ bánh, gấp mép thật đều tay. Vậy là có ngay những chiếc tiểu long bao xinh xắn rồi. Giờ thì đem hấp chín nào. Ta-da, món tiểu long bao trứ danh xứ Đài nóng hổi mới hấp dẫn làm sao. Quá tuyệt vời luôn. Nếu như Việt Nam nổi tiếng với bánh mì kẹp thịt thì Đài Loan cũng không hề kém cạnh với món bánh bao thịt nướng. Đây được xem là món ăn đường phố vô cùng tiện lợi và thơm ngon vô cùng. Thái mỏng thịt heo rồi cho vào tô, thêm tỏi băm, tiêu, ngũ vị hương, dầu hào, nước tương, mật ong, rượu vào thịt rồi trộn đều cho thấm vị. Nhanh tay đem thịt đi áp chảo thôi. Wow, mùi thịt nướng ngon quá chừng nè. Cắt bánh bao làm đôi rồi cho kim chi thịt nướng vào, thêm ít đậu phộng rang nhuyễn, một cọng ngò nữa là hoàn tất. Thứ tưởng tượng cắn vào lớp vỏ bánh mềm mềm, thêm cái ngọt thơm của thịt nướng, chút bùi bùi của đậu phộng, chưa chi mà đã thấy chảy nước miếng rồi. Bạn đã bao giờ nghe đến cái tên mì bò Đài Loan chưa nào? Nếu chưa thì hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực làm quen với món ăn đầy tinh tế này nhé. Cắt thịt bò gân thành khối vừa ăn, đem ướp với tiêu, dầu hào, nước tương, tương ớt, ớt bột, trộn đều tay cho hòa quyện nào. Cho ít dầu ô liu vào nồi, thêm hành tím, gừng, tỏi đập dập vào phi thơm. Đã đến lúc cho thịt bò vào rồi đây, đừng quên đảo đều cho thịt sần lại nha. Thêm ít rượu và chao vào, tiếp tục đảo đều cho thấm. Giờ thì cho nước dùng vào nấu, thêm ớt trái, hoa hồi, trần bì, quế rồi nấu cho đến khi bò mềm. Chào ơi, nhìn miếng thịt ngon mắt quá kìa. Đừng quên nêm đếm với đường phèn và muối cho vừa ăn nha. Chan nước bò nóng hổi vào mì tươi, biến tấu chút vị với kim chi, thêm một cọng ngò rồi dùng nóng. Cảm nhận vị thanh nhẹ của nước dùng, cái mềm ngọt của thịt bò, cái dài thơm của sợi mì, tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị ngây ngất đến khó quên. Tiếp theo là một món bánh không hề xa lạ gì với giới trẻ Việt. Và đã đoán ra chứ nào? Ta-da! Đó chính là bánh bông lan Đài Loan. Hôm nay Thiên Đường Ẩm Thực sẽ đưa bạn đi thưởng thức hương vị truyền thống của chiếc bánh này nha. Điểm đặc biệt của chiếc bánh chính là phần nhân phô mai được lát ở giữa phần bánh như thế này. Chưa gì mà đã thấy hấp dẫn rồi. Cùng đem bánh đi nướng nào. Wow, căn phòng thơm phức luôn. Giờ thì đem chiếc bánh khổng lồ đi cắt thôi nào. Miếng bánh bông lan Đài Loan mềm nhẹ, thơm tho, mà đi cùng với nhân phô mai bèo béo, mặn mặn nữa thì ôi thôi, ai mà cưỡng nổi sức hút này. Biết Đài Loan chính là nơi khai sinh ra món trà sữa trân châu trứ danh. Vậy nên hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực tận hưởng nha. Đầu tiên phải pha trà cho đúng chuẩn đã nào. Cho trà King Oolong 913 vào ấm, thêm nước sôi, đậy nắp 10 phút rồi lọc lấy nước trà. Tiếp theo cho nước đường, bột sữa, trà vào máy rồi đánh tan bột sữa cho hòa quyện. Giờ thì thêm đá rồi xay đều một lần nữa. Đã đến lúc cho trân châu vào ly rồi chế trà sữa vào. Vì trà King Oolong 913 được ủ với nhân sâm tươi
nên khi uống sẽ có vị ngọt hậu nhẹ nhàng của nhân sâm, thêm cái bèo béo tú vị của bột sữa, cái dài thơm của trân châu, tất cả tạo nên hương vị đặc sắc đến tuyệt vời. Đại tiệc món ngon đường phố Đài Loan đã sẵn sàng, chờ xem đội nào được thưởng thức nhé. Cố lên nào! Như chúng ta đã biết, những món ăn chúng ta sắp ăn đó là đến từ Taiwan. Taiwan! Oh my god! Thế nên trò chơi liên quan tới trân châu. Mỗi người sẽ có 30 giây, xong 30 giây sẽ tới người tiếp theo. Khi nào đội nào đưa được trân châu từ bên trái bên đây qua trái bên đây trước, đội đó giành chiến thắng. Lưu ý, chỉ được cầm ở cổ chai nơi hai cái phần chai giao nhau, không được cầm ở vị trí khác. Một tay cũng được, hai tay cũng được. Người đầu tiên sẽ là ai? Uzi, Uzi please. Là có được chạy xuống không? Đừng hỏi gì thêm nữa, tất cả nói rồi. 30 giây bắt đầu. Để nghiêng thôi, nghiêng thôi, nghiêng thôi, nghiêng thôi, nghiêng thôi. Không được ăn. Hả? Sai luật là bị phạt á. Không được gì? Không được cầm chỗ khác, chỉ cầm duy nhất chỗ đó thôi. Anh để ngang như này nè, anh để ngang như này nè. Vậy hả? Ừ. Thấy là thấy học thông minh rồi đó. Kè, giật nè, anh giật nè. Anh giật như nè. Shake it, lắc điêu, Uzi. Đỡ rồi, để xuống bàn, để xuống bàn, để xuống bàn. Ôi kìa, dựng đứng lên kìa. Không xào hết trơn, ai muốn dựng sao dựng. Đúng rồi, đúng rồi, yeah. Tay liệt của mình, nó sắp liệt. Come on, come on. Con bé này cái gì chứ, cái này nó giỏi lắm. Đỡ rồi. Cô đi, cô đi, 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 đi. Mình sắp biết ăn, em ơi. Đỡ rồi. Và xin mời các bạn, dù gì cũng thắng được một vòng, bước vào đại tiệc đến với đất nước Đài Loan. Welcome to Taiwan. Bây giờ chúng ta xin giới thiệu tới quý vị, sau tất cả khó khăn thì cuộc sống đã tươi mới. Giờ mũi con nó thông luôn rồi chị. Mình hãy nên nhớ một điều là đâu đó vẫn còn những điều tử tế và những người tốt đẹp. Dạ đúng rồi, cuộc sống này mà. Đúng rồi. Và những món ăn ngon thì dành cho những người chiến thắng. Chú lật mặt quá. Không, chú không có lật mặt đâu. Chú thay mặt. Bây giờ mình sẽ dùng món là bánh bao thịt nướng ha. Gucci, can you help me? Cái này mình hay tưởng tượng là giống như là mình nấu người ta ăn á. Mình vừa nấu nhưng mà ăn đúng không em? Đúng rồi. Tại vì nãy giờ người ta đói bụng đúng không? Đúng rồi. Khám xa mì tạ. Wow. Wow wow wow. Ôi trời. Cái bánh bao nó mềm mà nó thơm mất, đúng là thịt nướng bánh bao. Người ta thường nói cái câu đó là món ngon nên để cuối cùng á. The best for last. Dạ đúng rồi, the best for last. Không mà ngon bộ, ngon á. Nãy giờ mới được ăn món ngon nhất. Trời ơi, cảm thấy thương. Không cảm với em, người ta nãy giờ mới được ăn mà em. Em sân si quá hơn. Thịt này giống như là thịt galbi ở Hàn Quốc, thịt sườn á. Nè nè, nó mềm vậy đó. Thơm quá à. Rất là ngon, rất là thơm, bánh bao thì rất là mềm. Đúng rồi. Nó mềm mới mất mà dính răng luôn. Bây giờ miệng con đầy vị bánh bao luôn. Không thể nào sạch được. Trời ơi, em không thể nào sạch được ngày hôm mình đừng có ăn ngon. Thơm quá thịt rất là ngon. Thịt rất là ngon, thơm quá là thơm. Rất là ngon, giống như là ăn xong chỉ 90% thì cảm thấy được là thịt, còn 10% là bánh bao. Đúng rồi. Dạ. Khi đến Đài Loan, một món không thể thiếu đó là mì bò. Nổi tiếng Đài Loan đó. Trời ơi, cái miếng bò kìa trời ơi. Con là cái người đi rồi, bây giờ ông Hoàng phải cho nếm thử coi biết là nó có khác gì không. À thôi không cần đâu, con đi rồi mà. Không, cái này là chị nếm và chị xác thực. Slogan của đội mình là gì? Sang. Sang. Sang, để ăn gì hả? Gì vậy? Anh hỏi cho không cái mùi qua em á hả? Thực ra là bên đây ai cũng ngửi được hết trơn. Oh. Oh my god. Cái mùi bò thì ai cũng biết, nhưng mà cái nước á nó
nó khác biệt. Cho chị ít mì với em. Mì nè, đem lấy cho chị nha. Em đổi đũa cho nè. À, đũa mới. Khác biệt quá. Như mình đang ngồi. Cái này là gì? Cải gì? Này là cải gì nè? Cải thìa. Dạ cải thìa. Dạ chính xác. Cải thìa ăn chung với cục mì rất tuyệt vời. Từ từ đã. Không ngon thiệt á. Chị ăn rất là nhiều mì nè. Ít thôi em ơi. Cái gì vậy? Dạ ông múc múc cho con. À, một ít rau đó, hả? Người ta dễ thương vậy không? Có gì không? Người ta đâu có sân si đâu. Bài si. À no no. Ok. Ok, thank you. Cái gì mà Khả Ngân nãy giờ đá cái đùi tôi hoài luôn. Xin miếng đó. Chị à. Đâu có, tự nhiên cái đùi mỏi quá. Cái gì cái đùi mỏi quá nữa hả? Tôi sẽ là thể hiện trình độ review đồ ăn của em đi. Gì vậy? Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Sao vậy? Hả? Khuấy giùm hả? Đúng rồi. Dạ, nó nóng quá. Để bên đây để cho nó nguội. Nguội ra bớt gì ăn rồi. Chứ gọi là cho Hiên nghe là không cần phải. Khoan giùm. Khoan giùm. Khoan giùm. Hồi nãy con đó muốn chết luôn anh Thường. Để cho miếng này nó thèm quá tội nghiệp. Hoàng Thường ơi, nãy con đó nhìn mặt con cũng tội lắm. Hoàng Thường thử thách nào là nồ Đà Lạt rồi rồi chim cánh cụt. Hoàng Thường ơi, dở cho một đứa cho hai đứa luôn không? Không, một đứa thôi. Kìa, chị ơi. Trời, hai người muốn tụt xì đi. Đúng rồi, Uxi, chia rẻ tình tình bạn đồ đó đi Uxi. Em ăn đi. Anh ăn đi, em hiền anh đó. Thôi về đi Uxi. Ăn đi, em ăn đi. Em ngại lắm. Gì vậy? Cái vị sốt này thì giống như là pha lố của Đài Loan. Cái mì á, cái mì thì dai rồi tất cả mọi thứ giống Singapore lắm. Đúng xuất sắc luôn đó. Nó nhìn nó có vẻ dai dai chứ okay. Ăn vô là nó tan giống miếng á. Cái thịt nó rất là đậm đà rồi. Thế nên là đến khi mà mình ăn nước nó rất là thanh đó. Thế nên mình ăn chung với thịt thì nó sẽ rất là vừa. Bây giờ chúng ta đã ăn món mặn rồi, giờ ăn tới món ngọt. Bánh bông lan Đài Loan là một trong những bánh bông lan mình nổi tiếng nhất của khu vực đó chứ không phải đùa đâu nha. Nè chúng ta nhìn nè. Đặc biệt là cái bánh nó mềm mà nó mịn ghê lắm. Đẻ xuống là bắt đầu thấy không? Đúng rồi, trong nó có thể làm mềm nữa thì sao? Mình phải thử mình mới ăn đi, nó mềm lắm, nó mềm gọi là không thể tin được luôn á. Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi, Phi Quân Phạm Thượng. Tam Triều Dân, gia đình mình cũng có nhà hàng, cũng có này tất cả mọi thứ mà cháu con có thể ăn lén lút như vậy con. Trên sóng truyền hình chúng tôi có gì, cháu tôi Tam Triều Dân, một nữ diễn viên tương lai sẽ khuấy đảo mà anh nhỏ. Nhưng hôm nay cháu đã phạm một sai lầm lớn. Ăn lén, ăn lúc, ăn trong hẻm, ăn trong ngõ cụt. Cuộc sống đi vào bế tắc. Đó là cháu tôi Tam Triều Dân. Xin Hoàng Thượng chuyện tình cảm ra tình cảm và công việc ra công việc. Gia đình là gia đình. Dạ đúng rồi, gia đình là gia đình. Thật sự là trong miệng vẫn không có cái gì luôn. Thượng ơi, trời ơi. Hàng xóm chị nói là ủa chị sao con chị lên sắp truyền hình mà em thấy nó kỳ quá, nó không có xứng đáng là một người đàn ông. Quang nha, em lấy cho Ngân ăn, em không ăn. Em lấy người ta đánh giá em. Ủa? Và khi người ta nói vậy thì bố mẹ nói sao? Không, con tôi đàn ông không được. Đây hình ảnh đã có rồi, bố mẹ thì biết. Cái vỏ bánh rất là giòn, bánh rất là mềm. Nó mềm giống như là bánh pudding đó mấy anh chị. Cái bánh bông lan này nè em ăn vô thì có hai miếng phô mai bơ, nó rất là thơm, kiểu mình hửi vô mình cảm thấy muốn ăn liền mà ăn vô kiểu nó tan tan chảy ở trong miệng mình á, kiểu thấy ui da ui da. Giờ là cái kênh streamer của mình chắc ít người coi em hả? Sau khi mình ăn nhiều món mình sẽ thưởng thức một cái món mà không thể không thưởng thức khi đến Đài Loan, đó chính là trà sữa. Người đâu? I want ice. Cho em 3 ly luôn nha chị ơi. Có đá luôn chị à. Cái này là cái trà sữa là gọi là King Oolong. Người ta ủ trà bằng nhân sâm.
Dùng luôn à? Khám xong ta, chi chi. Chúng ta dùng cái này thì chúng ta sẽ nghe được cái vị nhân sâm nó tồn tại trong đó và nó thoang thoảng. Trà sữa mình sẽ quậy cho nó đều đá lên. À, trân châu. Wow. Mập lắm đâu, ít thôi. Đúng rồi. Nó không ngọt quá, nó không béo quá. Nó ngọt thanh á, đá lạnh lạnh vô. Beautiful. Beautiful. Có muốn dùng thử không? Chú chưa ngậm ống hút luôn á chú. Nãy giờ chú dùng muỗng luôn á. Thì chắc có vẻ là khẩu vị của mỗi người khác nhau. Cho nên là cái độ đường nó cũng khác. Cho cái đường 50. Sao thấy sao? Nói chung là nãy giờ đói quá cho nên giờ uống cái gì, ăn cái gì cũng thấy ngon. Mình dính dính bụng gì trời. Sao mình bị phân biệt đối xử quá ta, để mà nấu được vậy đâu. Đúng rồi. Cảm ơn Hoàng Thượng. À, sao chán thiệt. Dạo này bệnh tật nhiều lắm. Bệnh tật dạo này nhiều lắm, mình phải cẩn thận nha. Ủa, chú không có tính mà cái chuyện mình hút lên xong mà còn trong đó mình thả ra nó bình thường. Mày đừng có nghĩ gì đó. Mà một cái sự thật là nãy con nói thiệt. Tại vì chỉ đưa con cái thế khó hút. Con hút lên nhưng mà con có thả. Con thả xuống một viên. Ăn dừa sống lâu. Nói chung là hôm nay chúng ta đến với nhiều quốc gia ha, được nhiều món ăn ngon và biết nhiều về ẩm thực ha. Bây giờ sẽ là một phần nữa chứ chưa dừng lại đâu, đó chính là một phần đến từ Ace Cup Việt Nam mang tên Nhanh Mà Ngon. Tuần này Nhanh Mà Ngon có gì nào, bạn có nóng lòng muốn biết không? Trước tiên hãy chào sân bằng món miến sườn kiểu Thái nhé. Thái mỏng củ riềng, cà rốt, củ cải, cắt đôi tài nấm rơm và thái nhỏ lá chanh. Cho sườn vào nồi nấu cùng củ cải, cà rốt, riềng. Nêm nếm với gói súp bột và gia vị Thái, nấu đến khi sườn mềm. Giờ thì cho lá chanh vào, thêm nấm rơm, cà chua, ớt là có ngay nước dùng kiểu Thái chính hiệu rồi đây. Hấp dẫn quá đi thôi. Chan nước dùng nóng lên phát miếng. Đậy nắp 3 phút. Ta-da! Còn chờ gì mà không thưởng thức nào. Nước dùng chua cay thơm phức mà đi kèm với cọng miếng dài dài. Thêm cái ngọt mềm của sườn heo nữa thì ôi thôi, quá ngất ngây. Ai thích mì udon thì nhanh tay vào bếp cùng Thiên Đường Ẩm Thực nào. Cắt miếng củ sen, tước vỏ đậu hòa lan giòn. Cùng học đầu bếp cắt tỉa cà rốt tròn ngộ nghĩnh nhé. Thả gừng đập dập vào nước sôi. Cho đuôi bò đã rửa sạch và trụng sơ vào. Thêm ít muối, tiêu xanh rồi hâm cho đến khi đuôi bò chín tới. Đã đến lúc thả củ sen, cà rốt, củ năng vào rồi. Đừng quên thêm ít bạch quả rồi nấu cho mềm nhé. Cuối cùng cho đậu hòa lan giòn vào là xong ngay. Nhìn móc hầm hấp dẫn vậy ai mà không chảy nước miếng chứ. Gắp gói mì udon rồi cho vào tô. Gắp đuôi bò và rau củ lên trên. Chế nước dùng nóng hổi. Đậy nắp lại và chờ 5 phút. Mì chín rồi, rắc rau thơm, tiêu và gừng sợi lên rồi thưởng thức thôi. Một món mì chất lượng mà ngon lành cành đào, quá tuyệt vời luôn. Thưa các bạn thân mến, đây là trò chơi cá nhân. Ai là người chiến thắng sẽ mang về một năm sử dụng miễn phí sản phẩm đến từ Ace Cup Việt Nam. Sau khi nghe câu hỏi xong, hãy dùng một bên mũi để thổi cái chai trở về hình dạng ban đầu. Ai thổi nhanh nhất sẽ được trả lời câu hỏi. Trong món mì udon đuôi bò hầm, đầu bếp đã cho nguyên liệu nào vào nồi nước trước khi thả đuôi bò? A. Gừng. B. Hành tím. C. Củ cải. Và D. Là chả. Bắt đầu. Sao?
Gừng. Một năm sử dụng sản phẩm từ Ace Cook Việt Nam đã thuộc về Miss T. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao con thành công rồi? Yeah. Mẹ nói chuyện với mẹ qua ống kính. Mẹ ơi, con biết là mẹ hay nấu ăn lắm, thế nên là lần này phần quà này là con dành cho mẹ nha. Mẹ ở Đà Lạt hả? Dạ. Mẹ sẽ không lấy món quà này đâu. Mẹ sẽ buồn lắm. Con mình đã làm rồi. Lấy điểm, lấy điểm lại rồi, lấy điểm. Có quà là mẹ bác vui ơi. Rồi. Dạ thưa bác, cháu nó đã trưởng thành rồi. Mì gói nó còn lấy được thì cuộc đời này cái gì nó không lấy được. Bác hãy giang tay đón cháu về nhà lại với gia đình. Cháu đang buồn lắm. Cháu đang tự kỷ, gia đình đang mong cháu hãy về với gia đình. Đi nè. Cảm ơn các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Đội mình là tán gì rồi thì biết rồi. Đội mình thì cũng được ăn rồi thì cũng còn gì buồn nữa. Mình không có gì buồn. Nhưng gia đình mình buồn mình. Bây giờ sẽ là những phần quà dành cho tất cả mọi người. Người đâu? Wow. Yes. Wow. Đây. Em sử dụng trong mấy tuần thôi em. Cái này mà vừa livestream vừa ăn là ngon lắm. Không sợ đói. Trong tuần sau. Hey. Ủa sao mi tà? Một năm sử dụng miễn phí. Yeah. Đã thuộc về Miss T. Wow. Không thử 10 triệu đồng thuộc về đội của mình. Yeah. Yeah. Ba má ơi. Ba má ơi, con thành công rồi. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả thân thương đã dành thời gian theo dõi chương trình ẩm thực suốt thời gian vừa qua. Và đêm nay chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được sự phối hợp giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện vào lúc 20:30 tối sau tuần sẽ được phát trên HTV7 với sự tài trợ độc quyền của Ace Cook Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tham gia mi ta. Một năm. Một năm. Gì vậy? Năm nói vậy mỗi lần đi mua là phải cầm biển. Tham gia mi ta. 10 triệu đồng. 10 triệu. Come on. Tham gia mi ta. Dần chính bản thân mình. Dạ. Cảm ơn em. Mỗi lần mua đồ ăn là cầm theo cái bảng này kêu dạ con được miễn phí một năm. Chúc mừng, chúc mừng. Thương hiệu AC Cook và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nào cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nè. Đội tôi chiến thắng, đội tôi chiến thắng. Bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây. Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng thương thương hết món ngon thịt ngon. Thiên đường ngập thường ông hoàng hạnh phúc. Cùng chơi cùng vui. Nào cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nè. Đội tôi chiến thắng, đội tôi chiến thắng. Bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây. Thiên đường ngập thừng ông hoàng hạnh phúc. Cùng chơi cùng vui.